Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hai nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Mr. Henry và Evan Trung Trần là hai nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đã lập hai sàn đầu tư tiền ảo, sau đó chủ động đánh sập sàn, chiếm đoạt tài sản. Ngày 29 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Hán Hữu Hải, tên thường gọi là Mr. Henry, sinh năm 1986 quê Phú Thọ, và Trần Lê Phạm Trung, tên thường gọi là Evan Trung Trần, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hai trang web sàn giao dịch tiền ảo. Sau khi nhận đơn tố cáo của các nạn nhân tham gia hai sàn giao dịch tiền ảo bị chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc, mời hai gã đàn ông này lên làm việc. Qua đấu tranh khai thác, hai người này khai nhận quen biết từ trước nên đã bàn bạc hợp tác xây dựng hai sàn giao dịch tiền ảo winric.club và wintop1.com. Sau đó Trung và Hải đã quảng bá thu hút các nhà đầu tư. Sàn tiền ảo do Hải và Trung điều hành hoạt động theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau. Khi người chơi nạp vào một lượng lớn tiền thì cả hai khóa sàn chiếm đoạt. Công an xác định quá trình quản lý hai sàn giao dịch điện tử trên, Hải và Trung yêu cầu người tham gia đầu tư mua USD trên các sàn Binance C98, sau đó chuyển sang đồng USDT, một đồng USDT tương đương 1 USD trên ví của nhà đầu tư rồi chuyển vào ví điện tử của Hải. Sau đó Hải đã để lập trình viên đổi tiền USDT của nhà đầu tư sang đồng tiền Gold, 1 USDT đổi được 1.000 Gold. Nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài Baccarat với hai cách chơi. Công an xác định khi nhà đầu tư thắng, có nhiều đồng Gold muốn rút thì Hải đặt lệnh khó, khiến không một nhà đầu tư hay đại lý nào rút được tiền. Tính đến cuối tháng 9 năm 2021, trên sàn winric.club, Hải và đồng bọn thua lỗ 2,6 triệu USDT nhưng không chi trả cho nhà đầu tư. Thực tế số tiền đều nằm trong ví điện tử của Hải. Người này đã rút ra, chia cho các leader và giữ riêng cho mình 5 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 10 năm 2021, do công an đồng loạt truy quét các sàn tiền ảo và số lượng nhà đầu tư đã đến giới hạn, nên Hải và đồng bọn chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt. Tính đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 9 cá nhân gửi đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt là 12 tỷ đồng và còn các nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Vợ giám đốc là nạn nhân của Đường Nhuệ lãnh án 27 năm tù. Sau nhiều lần hoãn xét xử, ngày 28 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với hai bị cáo là Nguyễn Văn Lẫm, sinh năm 1962, tên gọi khác là Lâm Quyết, và vợ là Phạm Thị Quyết, sinh năm 1967, cùng trú tại tổ 4 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết được biết đến với vai trò người bị hại trong vụ án liên quan đến chùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đã được xét xử trước đó. Đây cũng là vụ án có nhiều lần phải tạm hoãn xét xử do nhiều yếu tố. Gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 12, trên cơ sở đề nghị của bị cáo và các luật sư bào chữa, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập những người làm chứng có liên quan. Tại phiên tòa lần này, hai bị cáo liên tục kêu oan. Các luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử thay đổi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và một kiểm soát viên giữ quyền công tố tại tòa vì cho rằng không đảm bảo khách quan, công tâm, đồng thời yêu cầu triệu tập lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, một số điều tra viên, kiểm sát viên và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, trong đó có Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tổ 11 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, hiện đang bị tạm giam, và Bùi Mạnh Tiến, con nuôi Đường Nhuệ, sinh năm 1995, trú xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hiện đang bị tạm giam. Tuy nhiên, các đề nghị này không được hội đồng xét xử chấp nhận. Cuối phiên tòa, sau khi nghị án tối ngày 28 tháng 12, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù giam, Phạm Thị Quyết 13 năm tù giam cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng cộng hình phạt của hai vợ chồng bị cáo là 27 năm tù, y án như phiên xét xử sơ thẩm lần 1. Đồng thời, hai bị cáo có trách nhiệm trả lại 900 triệu đồng cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, sinh năm 1956, trú tổ 13 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết do ông Nguyễn Văn Lẫm làm giám đốc, vợ là bà Phạm Thị Quyết là thành viên, có nhiều năm kinh doanh thua lỗ. Từ năm 2012 đến tháng 4 năm 2018, thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam, vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm đã vay chưa trả tiền gốc cho 12 cá nhân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình Vietcombank với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.
Trong đó vào tháng 1 năm 2013 và tháng 1 năm 2016, vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm đã hai lần vay của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, sinh năm 1956, trú tại tổ 13 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tổng số tiền là 900 triệu đồng, bằng hợp đồng thế chấp tài sản là xe ô tô Camry biển số 17K9966 với cam kết không thế chấp, không bán tặng cho chiếc xe trên cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 4 năm 2017, trong khi chưa trả nợ, vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết đã đem chiếc xe trên bán cho người khác mà không được sự đồng ý của ông Tới. Cơ quan điều tra xác định hai vợ chồng bị cáo có hành vi gian dối, hòng trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng đã vay mượn. Vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm cho rằng đã trả nợ cho ông Tới và có giấy biên nhận về vụ việc này. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2017, chùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường đã cho đàn em đến trụ sở công ty Lâm Quyết chiếm giữ trái phép, lấy đi nhiều tài liệu đồ vật, trong đó có giấy biên nhận trả nợ cho ông Tới. Căn cứ kết quả điều tra, Công an Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết tổng cộng 27 năm tù giam về tội danh đã khởi tố. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Vụ ba người trong gia đình ở Hưng Yên qua đời sau bữa cơm trưa, thêm một người hôn mê sâu. Sáng nay trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động, Hưng Yên cho biết, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân ba người qua đời sau bữa cơm trưa. Theo ông Bùi Văn Phúc, vào trưa ngày 26 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Sảng ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động có mời các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình của hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả hai gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh và thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Tới tối cùng ngày, cháu NVHN 8 tuổi, con trai chị Tươi và cháu PTAB 4 tuổi, con của chị Tình, có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và qua đời tại nhà. Gia đình hai cháu bé đều từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho các cháu. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Ông Phúc thông tin thêm, trong buổi ăn trưa 26 tháng 12, chồng chị Tươi không tham gia ăn cùng. Tuy nhiên, khi đưa vợ từ Hà Nội đến Trung tâm Y tế huyện Kim Động, thì người này bị ngất và hiện đang ở trong tình trạng hôn mê sâu. Thi thể chị Tươi đã được Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm pháp y. Việc khám nghiệm pháp y này chắc đến chiều nay mới có kết quả. Cơ quan điều tra xác định có nhiều yếu tố phức tạp nên đang trong quá trình tiến hành điều tra làm rõ. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Công an đột kích sòng poker của con nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Kỳ Quang, 23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đặng Trấn Hải, 22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận cùng 7 người khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo đó, vào tối ngày 27 tháng 12, đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào căn nhà trong hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận thì phát hiện 9 người đang tham gia sát phạt bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 14 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, công an xác định Hải và Quang thuê phòng trong căn nhà nói trên để tổ chức sòng bạc. Cả hai hùn hạp mua bàn ghế, thảm và bài chip để tổ chức sòng rồi lôi kéo con bạc tham gia. Hòng che mắt cơ quan công an, sòng bạc này chỉ tiếp nhận các con bạc có quan hệ quen biết với nhau và là những người con nhà giàu. Sau khi tập hợp đủ con bạc, chủ sòng đóng cửa, kéo hết rèm cửa để tránh bị nhòm ngó. Hải và Quang tham gia sát phạt cùng các con bạc và ghi sổ thông tin số tiền chip khách mua. Cuối ngày, cả hai tổng kết lại và chia nhau lợi nhuận để ăn chia. Công an xác định mỗi ván bài, Quang và Hải lấy 5% tiền sâu và tip cho người chia bài. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 Bộ Công an đã có thông tin về việc điều tra 6 bị can, trong đó có cựu thượng tọa Thích Đồng Huệ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vào hồi tháng 11. Quá trình điều tra xác định ông Quân câu kết với một số đối tượng bên ngoài mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện, gây thiệt hại cho nhà nước. Đáng chú ý, C03 xác định khi phát hiện bị điều tra, ông Quân có các dấu hiệu chạy án.
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra sai phạm tại đây đã phát hiện bị can Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện này, nhờ vả chỗ này chỗ kia. Trong quá trình điều tra ban đầu, xác định ông Quân đã mang tiền đi nhờ các đối tượng liên quan đến công tác. Số tiền bao nhiêu phải chờ kết luận điều tra, nhưng chúng tôi xác định có mang số tiền lớn. Đến nay đã khởi tố điều tra xử lý hai hành vi gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi chạy án, tướng Thành cho hay. Trước đó trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 8 bị can, trong đó Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm, bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 6 người khác bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị can gồm Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, cựu cán bộ thuộc C03, Bùi Thị Hồng Giang, luật sư, Trần Văn Long, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt, Hà Duy Tuấn, lao động tự do và Nguyễn Ngọc Triệu, sinh năm 1973, cựu thượng tọa Thích Đồng Huệ. Trúng 13 tờ vé số độc đắc không khiến cuộc đời anh Thức khá lên mà ngược lại, nó cứ nhấn anh xuống vũng bùn bi kịch. Chính cái sự giàu bất ngờ ấy đã kéo cả nhà anh, người lâm vào cảnh lìa đời, kẻ thì đi tù. Phải hỏi mấy lần tôi mới tìm được đường vào nhà bà Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1956, ngụ ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Con đường thực ra là một lối mòn, vừa lọt một người đi bộ, lổn nhổn rác xây dựng, gồ ghề, ngoằn ngoèo len lỏi qua tùm cỏ dại giữa mấy khu mộ. Nhà bà Ba Lành hiện ra, trơ trọi khu đất ngập nước, vườn cây mênh mông, gió cuối mùa thổi hun hút khiến không khí thê lương ảm đạm. Bà Lành ngồi tựa vào bức tường loang lổ, cố nén một tiếng thở dài khi tôi nhắc đến sự kiện chấn động cả vùng thời đó. Sự kiện khiến gia đình bà từ chỗ nghèo khó bỗng trở thành nhà giàu, rồi tán gia bại sản chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày xưa nhà tôi nghèo nhưng đâu có cùng quẫn bi đát như thế này. Hơn 60 năm cuộc đời, giờ nhìn lại, tôi chỉ ước giá thẳng thức đừng trúng vé số. Thà nó đừng giàu, thì biết đâu, nay còn mẹ còn con, thằng Trường đâu phải chịu cảnh tù tội. Còn tôi không phải chứng kiến cảnh nồi ra sáo thịt. Thức là con trai bà Ba Lành, Trường là em trai của bà Thức. Thức thì đã thành người thiên cổ, còn di ảnh ám bụi trên bàn thờ tuỳnh toàng. Còn Trường thì mới ra tù sau khi chịu bản án 10 năm về tội tước đoạt mạng sống của người khác, mà nạn nhân chính là Thức. 19 năm trước, trong một buổi chiều đi làm về, Huỳnh Công Thức phấn khích thông báo cả nhà vừa trúng 130 tờ vé số độc đắc với số tiền 650 triệu đồng. Không dám tin vào số tiền lớn này, cả nhà tranh nhau dò kết quả sổ số rồi vỡ òa vì cái sự giàu bất ngờ ập tới. Chuyện vui chẳng thể giấu được, cái tin Thức sắp trở thành triệu phú loang ra cả vùng. Suốt đêm cả nhà không ai ngủ được. Như thể nếu nhắm mắt, nhỡ ra khi tỉnh dậy, một nửa tỷ đồng kia sẽ thành giấc mơ hụt. Mới sáng sớm, đoàn anh em họ hàng nội ngoại hộ tống Thức đi lãnh tiền thưởng. Để chắc ăn, gia đình bà Lành còn nhờ thêm một người họ hàng là công an đi cùng. Lộc bất tận hưởng, Thức mở tiệc linh đình đãi bà con họ hàng bạn bè, những bữa rượu kéo dài cả tuần mới vãn. Có tiền, Thức liền mua một mảnh đất mặt tiền rộng hơn 1.000 m² với giá 12.000 cây vàng, rồi xây một cái nhà bề thế. Số tiền còn lại anh tậu ruộng và biếu bà Lành 50 triệu đồng để sửa nhà. Ông Huỳnh Văn Bé, cha của Thức cho biết, năm trước trúng số là năm sau nó cưới vợ, thêm năm sau nữa thì sinh được đứa con gái. Tôi cứ nghĩ nhà có phúc. Nào ngờ kể từ đó, nó thay đổi tính nết, rồi cuối cùng nó chết, tôi mất đứa con. Ông Bé ngậm ngùi. Những tưởng có tiền, Thức sẽ đầu tư làm ăn vun vén cho gia đình. Thế nhưng có tiền, Thức lao vào ăn chơi cờ bạc đủ hết. Có tiền, Thức đã không còn là chính bản thân mình khi trước. Nhậu say về không nhắm mắt là đánh vợ, đánh con, đập phá nhà cửa, thậm chí đánh cả bố mẹ. Hồi xưa nghèo mà vui, cha mẹ anh em quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Nay mọi thứ đảo lộn vì tiền, bữa cơm có khi phải dừng giữa chừng, khi Thức nóng tính, hất văng mọi thứ. Khi con gái chưa tròn một tuổi, vợ anh Thức không chịu được sự ngang tàng của chồng nên ôm quần áo bỏ về nhà ngoại, để lại đứa con nhỏ cho gia đình bà Lành chăm sóc. Tiêu hết tiền, nó bán ruộng bán nhà lấy tiền nhậu, tiền nó cho tôi sửa nhà cũng đòi lại. Không có trả, nó dỡ hết mọi thứ trong nhà, cửa trước cửa sau nó cũng dỡ đem đi bán, ngang ngược không ai ngăn được. Chỉ vài ba năm sau là nó phá sạch, không còn một thứ gì.
không còn nhà thì nó ra ở giữa vườn cất túp lều ở, nhưng cũng không chừa được cái thói ăn nhậu và ngang ngược. Mỗi khi nhậu say, thức vào nhà đập phá, làm cha mẹ chúng tôi đau xót vô cùng. Bà Lành chua xót. Ông Võ Minh Hoàng, 51 tuổi, là em ruột bà Lành, là người trực tiếp đi lĩnh tiền trúng số cho Thức. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện về những tấm vé độc đắc, ông lại chép miệng, ước gì nó chưa từng xuất hiện. Hồi còn nghèo, thằng Thức ngoan ngoãn, tôi bảo gì nó cũng nghe. Thế nhưng khi có tiền thì nó khác, không coi ai ra gì. Mình là cậu, khuyên ngăn mà cháu không nghe, buồn lắm, ông Hoàng nói. Bi kịch khủng khiếp đối với bà Lành cũng đến. Một ngày giữa năm 2014, sau chầu nhậu thâu đêm suốt sáng, Thức khất khưởng trở về, lè nhè chê mẹ ở bẩn, không biết lau dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi tiện tay vớ ấm trà ném vào người bà Lành. Chưa hết, Thức còn lôi cô con gái đang ngủ dậy đánh một trận. Chưa tỉnh ngủ, con bé như chết sững trước trận đòn tới tấp của người cha say rượu. Không chịu nổi anh trai ngang ngược, Huỳnh Nhược Trường đã xông đến cãi cự, dẫn tới anh em xô xát. Được can ngăn, hai anh em mỗi người một đường bỏ đi nhậu. Khi trở về, Thức và Trường tiếp tục rượu vào lời ra rồi động tay động chân. Chiếc tua viết trên tay, Trường cứ nhè vào chỗ hiểm của anh trai mà đâm đến khi anh Thức đổ ập trong tiếng hét thất thanh của bà Lành. Với tội tước đoạt mạng sống của người khác, Huỳnh Nhật Trường bị tuyên phạt 10 năm tù. Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày vợ chồng bà Lành đi nhặt rau mướn cho người ta chỉ kiếm được đôi 30.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó phải chia ra, đong gạo, đóng tiền học cho cháu, dành dụm để thăm nuôi Trường. Sau nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, ông Huỳnh Văn Bé, 71 tuổi, chồng của bà Lành, bị tai biến 2 lần, bị di chứng nặng nề, nhớ nhớ quên quên, cũng chả làm được gì. Cũng bởi chạy ăn từng bữa nên ngôi nhà mấy chục năm chưa sửa được, chống hơ chống hoác, đến cái cửa cũng chẳng có. Trường mang tội thì cũng thương mẹ, bà Lành đau đớn nhưng không dám trách con, cũng không thể bỏ rơi con. Dù không có tiền nhưng năm vài lần bà cũng cố gắng thu xếp đi thăm con. Mỗi lần bắt xe đỏ lên trại giam, đến bộ quần áo bà cũng phải chuẩn bị tươm tất để cho Trường thấy mà yên lòng, an tâm cải tạo. Quả cáp cũng chẳng có gì ngoài đôi ba cái bánh. Hai mẹ con gặp nhau khóc nhiều hơn là trò chuyện. Nhờ cải tạo tốt, Huỳnh Nhật Trường được xét giảm án nhiều lần. Dịp 30 tháng 4 vừa rồi, anh Trường được đặc xá, ra tù trước thời hạn 3 năm rưỡi. Thế nhưng hòa nhập với cuộc sống mới đối với anh không hề đơn giản. Hồi trước, Trường làm nghề cơ khí hàn xì và làm nhôm kính. Nhưng nay, đi xin việc ở đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hy vọng duy nhất của bà Lành lúc này là cô cháu gái 17 tuổi đang học lớp 11. Nó chăm ngoan học giỏi lắm, được cả học bổng đấy. Giờ nhiều khi nghĩ lại, tôi chỉ ước chi bố nó đừng trúng số, cả nhà cùng nhau làm lụng, đi lên từ chính bàn tay mình. Hồi xưa chỉ nghèo thôi, nay thì khổ quá. Giọng bà như loang ra giữa mênh mông hun hút đồng chiều. Ông Huỳnh Thanh Hiển, trưởng ấp Thuận Thới, xã Thuận An cho biết, từ khi anh Trường đi cải tạo thì gia đình rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Cả bà Lành và chồng đều bệnh tật. Trong các năm qua, chính quyền rất quan tâm hỗ trợ gạo, tiền, xét hộ nghèo để gia đình bà Lành được hưởng ưu đãi chính sách, cũng như tặng quà động viên cho con gái anh Thức đi học. Cháu bé học rất giỏi, riêng anh Trường thì bản chất ngoan hiền, từ hôm đi cải tạo về, đang tái hòa nhập cộng đồng, đi lao động để có nguồn thu nhập cho cả nhà. Cách đây ít giờ, FC chính thức của Thủy Tiên đã có động thái bất ngờ sau khi Bộ Công an thông tin về rà soát thu chi hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ. Theo đó, FC Thủy Tiên trích lại thông báo từ phía Bộ Công an cùng lời khẳng định chắc địch. Vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ. Sau thông báo từ Bộ Công an, các fan của Thủy Tiên càng củng cố thêm niềm tin giấc mơ của bà Nguyễn Phương Hằng là không chính xác. Trong khi đó, phía Thủy Tiên và Công Vinh vẫn chưa có động thái gì. Cả hai vẫn chọn cách im lặng sau khi có thông tin từ phía Bộ Công an. Hiện tại Thủy Tiên đang dành thời gian luyện tập cho một số sự kiện cuối năm. Như đã đưa tin vào chiều ngày 28 tháng 12, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 nói, C02 xác định các cá nhân là các nghệ sĩ có kêu gọi từ thiện ủng hộ bão lụt, có công khai tài khoản để tiền các cá nhân tổ chức gửi vào các tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương để làm từ thiện. Thương Tín bị các nhà hảo tâm dứt tình cực phũ, Trịnh Kim Chi lộ rõ thái độ qua một động thái tại biệt thự Bạc Tỷ. Ồn ào của Thương Tín vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi mới đây người từng giúp đỡ nam nghệ sĩ tuyên bố không muốn dính dáng. Thái độ của Trịnh Kim Chi như thế nào là điều mà khán giả quan tâm.
Bên cạnh vấn đề từ thiện, lùm xùm xoay quanh nghệ sĩ Thương Tín đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Hết tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng chuyện tiền nong, nam tài tử biệt động Sài Gòn lại bày tỏ sự nghi ngờ với MC Phạm Anh, khiến netizen chán chẳng buồn nói. Trong livestream mới đây nhất, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ tỏ thái độ không hài lòng khi ngỏ ý muốn giúp đàn anh làm rõ với Trịnh Kim Chi, nhưng Thương Tín lại không hợp tác. Thậm chí Mạnh Thường Quân này còn lên tiếng bênh vực Trịnh Kim Chi, tuyên bố từ nay về sau không còn dính dáng đến nghệ sĩ Thương Tín. Pha quay xe của nhạc sĩ Tô Hiếu khiến không ít cộng đồng mạng bất ngờ. Bởi lẽ từ khi Thương Tín lâm vào bước đường cùng, bản thân anh đã hỗ trợ rất nhiệt tình, tuy nhiên kết quả nhận lại quá phũ phàng. Một địa phương lên tiếng sau khi Bộ Công an thông tin nóng rà soát từ thiện của Thủy Tiên. Một địa phương đã lên tiếng đưa ra quan điểm sau khi Bộ Công an thông tin rà soát thu chi hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Sau một ngày Bộ Công an thông tin rà soát thu chi hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, một địa phương đã lên tiếng về kết luận này. Cụ thể, lãnh đạo huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nơi Thủy Tiên từng về làm từ thiện, đã đưa ra quan điểm về thông tin từ phía Bộ Công an. Theo đó, lãnh đạo địa phương này cho hay hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh thông tin từ phía Bộ Công an đưa ra. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này còn cho biết thêm rất ủng hộ việc nghệ sĩ về địa phương làm từ thiện sau những ồn ào vừa qua. Đồng thời, phía địa phương cũng khẳng định khi nghệ sĩ về làm từ thiện có sự giám sát của chính quyền nên rất chuẩn xác. Ngoài huyện Đại Lộc, lãnh đạo huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chia sẻ niềm vui khi nghe tin Thủy Tiên không có gian lận, ăn chặn như thời gian qua đồn thổi. Như vậy, một số địa phương nơi Thủy Tiên từng về làm từ thiện tỏ ra vui mừng khi Thủy Tiên đang dần chứng minh được sự trong sạch của mình. Không chỉ vậy, các địa phương vẫn hoan nghênh nếu Thủy Tiên cũng như các nghệ sĩ khác về làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 đã thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, đại diện C02 xác định bước đầu số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đi ủng hộ các tỉnh. Kết luận ban đầu này cho thấy những ồn ào Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện đang dần được làm sáng tỏ, nữ ca sĩ cũng dần được minh oan. Mới đây, Hồ Văn Cường bị fan tung ra loạt ảnh chụp lén tại sân bay Nội Bài. Nam ca sĩ đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một sự kiện âm nhạc tại đây. Điều đáng chú ý, đi bên cạnh Hồ Văn Cường là sự xuất hiện của một đại gia đình đám của showbiz, ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Cụ thể, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường cùng tham gia một đêm nhạc. Điều này cho thấy con nuôi Phi Nhung đã âm thầm nhận sự giúp đỡ, nâng đỡ từ phía ca sĩ Ngọc Sơn. Nếu nhận được sự hậu thuẫn của giọng ca Tình Cha, thì tương lai của Hồ Văn Cường sẽ rạng rỡ và tiến xa hơn nữa. Trước đây, phía ca sĩ Ngọc Sơn đã ngỏ lời giúp đỡ Hồ Văn Cường nhưng bị cậu từ chối. Tuy nhiên, có lẽ phía Hồ Văn Cường gần đây đã đồng ý nhận sự hậu thuẫn của giọng ca Tình Mẹ. Xuất hiện tại sân bay trong vòng vây của fan, Hồ Văn Cường khẩu trang kín mít và gần như không cười trong suốt thời gian giao lưu cùng các fan của mình. Đặc biệt về ngoại hình, Hồ Văn Cường có dấu hiệu tích cực, không còn quá gầy gò xanh xao như trước. Trải qua những ngày tháng áp lực vì ồn ào với phía ekip mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và trở lại với đam mê nghệ thuật. Hồ Văn Cường từng là cậu con trai nuôi được cố ca sĩ Phi Nhung cưng chiều và yêu thương. Tuy nhiên, sau khi xảy ra ồn ào tiền cát xê và ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường đã bị phía ekip của mẹ nuôi cắt đứt mọi mối quan hệ. Sau cú sốc lớn này, Hồ Văn Cường chọn cách im lặng, ở ẩn suốt thời gian dài. Nhiều người vui khi đón nhận thông tin ban đầu của Bộ Công an về việc xác minh những lùm xùm chuyện nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Đại diện Bộ Công an cho biết, lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã hỗ trợ từ thiện. Thông tin này phần nào giải tỏa tâm lý e ngại làm từ thiện của giới nghệ sĩ. Ca sĩ Thái Thùy Linh là một nghệ sĩ năng nổ với nhiều hoạt động thiện nguyện. Nhắc đến kết quả điều tra xác minh ban đầu của Bộ Công an về lùm xùm nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, Thái Thùy Linh cho biết cô rất vui, mặc dù thông tin này sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Thông tin này càng thêm ý nghĩa khi nó đến vào thời điểm chúng ta bước qua năm mới, Tết Nguyên đán cũng cận kề. Hy vọng tâm lý e ngại của những nghệ sĩ có bề dày làm từ thiện sẽ được cởi bỏ, từ đó chấp nhận dấn thân để nhiều người khó khăn có thêm cái Tết ấm áp, nữ ca sĩ chia sẻ. Theo Thái Thủy Linh, thời gian vừa qua có nhiều ý kiến tiêu cực về chuyện làm từ thiện. Điều này không chỉ nhắm đến nghệ sĩ mà còn lan ra các cá nhân làm từ thiện khác. Nhiều cá nhân tổ chức chia sẻ với nữ nghệ sĩ về những e ngại và mong nhận được tư vấn để có thể tiếp tục làm từ thiện. Nữ ca sĩ nói ở thời điểm lùm xùm nghi vấn nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện chưa được giải tỏa thì trong cộng đồng đã nảy sinh một cách cư xử rất xấu xí. Đó là khi một người nào đó chia sẻ về việc đi làm từ thiện, ngay lập tức nhiều người vào đòi sao kê và hạch hỏi những câu đầy tính nghi hoặc. Hành động này như là một trò a dua phản cảm gây tâm lý e ngại cho những người làm thiện nguyện.
Không phải họ sợ sai, không minh bạch, mà họ thấy mệt mỏi, cho dù là làm đúng. Tôi hy vọng sau những thông tin tích cực từ Bộ Công an, nhiều người sẽ gỡ được khúc mắc để tiếp tục dấn thân vào các hoạt động thiện nguyện, nữ ca sĩ bày tỏ. Nghệ sĩ Quyền Linh cho biết anh đang bận rộn với các chương trình hướng đến cộng đồng nên chưa nắm được thông tin mới liên quan đến xác minh của công an về lùm xùm nghệ sĩ ăn chặn từ thiện. Tuy nhiên dù kết quả điều tra có như thế nào thì anh và các bạn vẫn miệt mài làm từ thiện. Anh không kêu gọi từ thiện, tiền giúp bà con đều do anh và các bạn góp lại mà làm. Chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ngụ quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng với những việc làm thiện nguyện giúp người nghèo qua cơn khó khăn, cũng rất vui khi đọc được thông tin mới về lùm xùm nghệ sĩ ăn chặn từ thiện. Từ đầu, tôi đã luôn có niềm tin vào tấm lòng nhân ái của những cá nhân, nghệ sĩ làm việc thiện. Nghệ sĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên họ không thể đánh đổi danh tiếng gây dựng trong nhiều năm bằng việc ăn chặn, nhập nhằng tiền từ thiện làm gì, chị Phương chia sẻ. Nói về thông tin Bộ Công an cung cấp rằng lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, chị Phương nói rằng điều đó không có gì là lạ. Thực tế khi tham gia các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, chị phải bỏ tiền túi để lo tiền xe, ăn uống, chỗ ở, chứ không dùng tiền quyên góp. Nhiều trường hợp gặp người khó khăn nằm ngoài danh sách được ủng hộ, chị tự lấy tiền cá nhân để giúp đỡ. Tôi tin những người làm từ thiện khác cũng thường làm như vậy, chị nói. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.